Tại Cần Thơ, sau 3 tháng gieo xạ, đến thời điểm này, hơn 40 hecta lúa đầu tiên theo đề án phát triển 1 triệu hecta chuyên canh lúa chất lượng cao, phát thải thấp, gắn với tăng trưởng xanh đồng bằng sông Cửu Long đang bước vào giai đoạn thu hoạch. Trong hơn 40 hecta lúa tham gia thí điểm đề án 1 triệu hecta lúa chất lượng cao đầu tiên ở Cần Thơ, có khoảng gần 8 hecta diện tích làm đối chứng, canh tác truyền thống. Các diện tích còn lại thì áp dụng các quy trình canh tác bền vững như sử dụng giống xác nhận, áp dụng quản lý nước ướt khô xen kẽ, giảm số lần phân bón còn 2 lần một vụ. Các diện tích lúa vụ hè thu tham gia đề án là giống OM5451, giá thị trường đang mua 7.000 đồng một ký lúa hàng hóa, bán giống thì được 7.500 đồng một ký. Từ thực tế sản xuất, nông dân nhận thấy canh tác lúa chất lượng cao, phát thải thấp, đem lại hiệu quả cao hơn so với gieo xạ truyền thống. Canh tác theo đề án kéo hàng thưa nên cây lúa cứng phát triển tốt hơn, về sâu bệnh ít hơn, chi phí phun xịt cũng ít sau vụ lúa đầu tiên thành công các bên liên quan sẽ cùng đúc kết kinh nghiệm để tiếp tục nhân rộng diện tích canh tác lúa chất lượng cao phát thải thấp trên địa bàn thành phố cần thơ nói riêng và đồng bằng sông cửu long nói chung